Và chào anh em đã quay trở lại với thế giới Dragon City. Mình là Thanh Yeji đây. Nếu anh em thấy thích cái video này, đừng quên bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì có một thanh niên nó đã nhảy lên vị trí lap 3 rồi. À, mới có lap 3 thôi, vẫn chưa phải lap 4 nên mình cũng chưa lo lắng. Thì mình cũng sắp xong cái lap 4 này rồi. Mình chỉ còn 1 đến 2 cái nhiệm vụ thôi. Nhưng mà nhiệm vụ thì rất là khó. Nhiệm vụ nó sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải là gọi là đi sinh sản 11 con rồng, 11 quả trứng đấy, kiểu đấy. Và mình đã được 4 lần rồi. Chúng ta sẽ quay số nha. À, mà trước tiên mình sẽ chiến đấu đã nha. Chúng ta sẽ chiến đấu để đỡ phí một lần quay số. Ở đây thì mình sẽ dùng con rồng Legendary của mình. Sẽ đối đầu với một con Epic. Rồng Epic à. Con này nhìn trông khá đẹp. Con Emery à. Liên quan đến băng tuyết các kiểu nhỉ. Rồi, nó sẽ dùng chiêu lửa thôi. Băng thì mình sẽ dùng chiêu lửa để hạ gục nó thôi. Khá đơn giản. 9300. Wow, khỏe thế. Con này sẽ bắn băng của mình ạ. Nó dùng chiêu lửa. Con này rõ ràng là con băng mà nhỉ. Nó có chiêu lửa, nó chỉ có chiêu nước, chiêu băng và một chiêu của hệ chiến binh thôi. 9300 máu. Chúng ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở đây rồi. Và nó sẽ chỉ còn cái nhiệm vụ đi sinh sản thôi. Thì mình sẽ quay số nha. Đấy, chúng ta xong cái này nha. Và mình sẽ quay số nào. Chúng ta sẽ được một lần là free. Và mình cũng sẽ được hai lần, hai cái. Một hay hai cái đấy. Ủy, một rồi. Đen rồi. Được thêm một item thôi. Được thêm một cái cành cây. Đây là một cái 5/11. Và mình chỉ còn một bước thôi sẽ lên được lap 5 rồi nhá. Chúng ta sẽ vào đây và tiếp tục nào. Ở đây mình sẽ có một con rồng tiếp theo. Đó là một con Star Dragon. Okay, con này mình sẽ bán đi thôi, cũng không cần thiết lắm. Rồi, và mình sẽ cho từ ở trong cái này vào đây. Được thêm một cành cây nữa này. Mình còn thiếu khá là nhiều cành cây đấy. Chúng ta sẽ thu hoạch vàng nha. Thu hoạch hết vàng ở đây này. À, hiện tại thì mình đang có hơn 2M thôi. Rất là ít. Không đủ để có thể là sinh không có đủ để làm bực cái gì cả. 2M này thì mình sẽ mở rộng thêm ra một khu đất nữa ở đây. Đây nó sẽ đang giảm giá đây. Nó sẽ là 2,72M cơ. Còn không đủ tiền cơ. Đúng là không đủ tiền luôn. Giờ, tiếp theo chúng ta sẽ đi sinh sản và lai giống này. Ở đây thì mình có một số con burning này. Mình không cần này. Con lồng đèn này. Lồng đèn quá nhiều rồi. Ở đây rồi. Chúng ta đã lai được ra Gummy Dragon rồi nha. Quá là ngon. Tuyệt vời. Cái con mà mình lai khó nhất đây. Từ trước cái này là lai con này đến đi bao nhiêu lần ấy mà vẫn không được. Ở đây thì ra thiếu Gummy thôi. Gummy và một con Storm thôi. Storm Dragon thôi. Storm Dragon thì đang lai giữa con gì nhỉ? Đây. Hình như là đang lai giữa con biển và con Electric để lai ra con Storm. Đấy. Quáng lai nào. Nó sẽ là bao nhiêu tiếng? 6 tiếng à? Không biết có ra được con đấy không? Ở đây thì mình cũng cần lai thêm một con mới chỗ này nhỉ? Chúng ta sẽ cần xem cái danh sách nha. Danh sách. Và nâng cấp 8 thì chắc là chưa nâng được đâu. Đang hết tiền rồi. Đây là cấp 7 đây. Mirai Dragon. Thì mình đã có hệ lửa này. Lửa, băng. Mình xem cái con Abyss của mình là có những hệ gì rồi. Abyss mày ở đâu? Phía dưới này. Con này nó đã có hệ. Con này sẽ là con chính của mình thôi. Ánh sáng bóng tối, lửa và băng. Mình còn thiếu những hệ khác. Và cái con Legendary này, à con hệ H này thì nó sẽ có là cái gì ta? Ở đây thì nó sẽ có chiến binh này, lá và băng rồi. Mình còn thiếu các hệ khác, sấm sét này chẳng hạn, Terra. Thì mình sẽ xem con rồng nào hợp lý nhất để mình sẽ lai giống nha. Ở đây, chúng ta sẽ xem con rồng 4 hệ thôi. Còn con 3 hệ thì bỏ qua hết. Ở đây nó sẽ con này nó có lửa băng mình có rồi này, lá có rồi này. Chỉ có mỗi chiêu sét là chưa có thôi. Tôi sẽ bỏ qua con này đi. Thử lên con 8 xem. Millennium. Nó có chiến binh. Mình chưa có chiến binh này. Nước chưa có này. Đây. Đây là chính cái con mình cần đây. Millennium Dragon nha. Con này mình rất là cần. Tất cả các cái hệ mà mình chưa có. Millennium Dragon thì sẽ like ra kiểu gì ta. Chúng ta sẽ xem thông tin nha. Dragon City. Ê. Millennium. Đây rồi. Millennium Dragon. Con này cũng đẹp nữa chứ. Còn nhìn chất hơn con Abyss của mình rất là nhiều.
Đây, nó có cách sinh sản đây. Con này ở trong cái Sanctuary thì dễ sinh sản thôi. 17% thôi anh em ạ. Ok, Armadillo và Spay không có. Armadillo và con Quake cũng không có. Kazu và Armadillo. Con Thủy Ngân và con Kazu. Con... sao toàn Quake thế này? Mystic Blizzard không có rồi. Thây Ma toàn Quake này, không có này. Ô, khó. Kim loại đôi. Không có nhỉ, mấy con này mình không có luôn đấy. Thật sự là rất là tìm, khó tìm mấy con này. Like kiểu gì đây? Kho báu và Leviathan. Tỷ lệ cũng rất là thấp. Con Pua, Panzer, kim loại và Quake này. Khổng lồ 16. Nó yêu cầu toàn con Quake thôi và Armadillo. Hoặc là Armadillo Aqui. Không có nhỉ. Mình thấy có một cái trường hợp là có thể là like được ở trên này đây. À, cho sẽ xem lại nha. Kazu, Shisha và Quake này không được này. Mystic Blizzard này. Cái con Quake này thì nó like kiểu gì ta? Có phải con... 29 này. Ui, thì lại 29 này ra được này. Con Waterfall, mình có Waterfall rồi. Mình sẽ like con Panzer. Panzer nha. Dragon City. Kiểu gì phải like con đấy. Panzer Dragon. Đây. Đây là có cái cách sinh sản đây. Không biết có được không. Hình như là không sinh sản được thì phải. Để chống lại thôi. Cũng không phải là con này như là không like được. Con báo mà. Con này con báo thì mình cũng có phải. Con rồng báo. Để mình sẽ xem thông tin của nó nha. Không có nhỉ, nó không có thông tin về con này nhỉ. Và con này cũng không sinh sản được luôn. Mình nhớ là con này ngày xưa là mình hình như mình có con này sao. Nó là hệ sấm sét, bóng tối và ánh sáng đúng không? Mình sẽ tìm nhá. Hình như mình có con đấy. Thì phải. Nói chung là nhiều rồng lắm anh em ạ, không thể nào mà biết được hết đâu. Đây, đây là các rồng của mình. Nó là cái gì nhỉ? Sấm sét à? Sấm sét đúng không? Sấm sét này. Đấy, ánh sáng và bóng tối. Bóng tối này, ánh sáng luôn này. Ok. Nhầm. Đây, tất cả những con đây. Mình sẽ xem có con rồng báo không. Hình như là không có rồi. Chúng ta không có rồng báo đâu. Không biết là lấy kiểu gì ra con rồng báo nhỉ. Mình có con thây ma này. Không có. Không có con này rồi. Waterfall. Con này 29.40% này. Dễ ra lắm mà không ra được. 28. Còn đâu thì đều là tỷ lệ thấp thôi. Không có gì cả. Thôi rồi, chúng ta sẽ quay trở lên con Mystic Blizzard này lấy kiểu gì. Dragon City. Mystic Blizzard. Con này khó like ấy nhỉ. Mystic Blizzard. Blizzard. Để xem có con rồng này không. Ấn nhầm rồi. Hình như sai tên rồi phải. Đúng không ta? Đây. Tên ở đây cơ mà. Ok, ta ấn nhầm luôn rồi. Ấn sang luôn cả cái trang này rồi. Đây. Chúng ta sẽ copy cái tên này vào đây nha. Để xem mà nó like giống kiểu gì. Con này thì cũng không thể nào mà like được. Nhìn chung là khó rồi. Không thể nào mà like ra được con này anh em ạ. Con Quake thì sao? Con Quake thì like kiểu gì? Có like không? Đây rồi. Có thể là like được con Quake Dragon này ra rồi. Hay. Quá hay. Đây, nó có tỷ lệ đây. Poseidon đây. Con Si, Kanju. Ôi chà, toàn con khó nhỉ. Kanju, con này cũng rất cần thiết này. Con rồng thiếu lâm, bão tuyết, Cyclops. Con này khó thế. Zodiac. Tay vàng, cây xương rồng và Kanju. Không có Kanju rồi. Nhà đấu vật, thiếu lâm, Terra và Leviathan. Leviathan càng khó. Mấy con này nói chung càng khó để like ra. Khó thế ta. Zodiac song ngư. Âm nhạc và Kanju. Cái con Kanju này cũng like kiểu gì nhỉ? Không biết được luôn. Con rồng Kanju này. Con này mình thấy nó cũng rất là quan trọng này. Chúng ta sẽ tìm một phát nha. Lại tìm phát nữa.
Hanzu. Không được thì thôi, nó sẽ like con này cũng không thể nào mà like được. Đen đủi vãi. Thôi nó sẽ auto like nhá. Nào, burning này, nó ra con gì đây? Ấn nhầm à, nó sẽ ok, cho sẽ like bừa một con đi. Kiểu nào cũng thế mà. Chúng ta sẽ like mấy con mạnh mạnh với nhau này. Chúng ta sẽ like bọn này nó cùng hệ đúng không? Thôi, like con Duck and Line và con ấy và con Dung Nham với nhau này. Để xem ra con gì. Mấy tiếng. Mình không biết là mấy tiếng nữa. Các bạn, tại vì nó lâu quá. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Chúng ta sẽ vào phần là đấu trường nào và chiến đấu này. Ở đây nó sẽ có trợ giúp này. Thì mình sẽ ấn trợ giúp thôi. Nói chung là like ra cái con rồng đấy quá khó anh em ạ. Mình thiếu rất là nhiều loài rồng nguyên liệu để like ra nó. Cái con báo ấy thì nó cũng không thể nào mà like ra được. Và mấy cái con kia nguyên liệu cũng không thể like ra được luôn. Thôi nha, cứ để từ từ thôi. Dần dần nó sẽ có hết loài rồng thì nó sẽ like ra. Cái con cuối đấy là ngon đấy. Nó tất cả những cái hệ mà mình chưa có. Để xem lại là có những con nào khác không. Đây, View Dragon này, 7 này, đây cái 8 rồi, 6 này, lá có rồi này, Terra chưa có, con này thì cũng được, Super Sonic thì mình cũng like được này. Nhớ Super Sonic thì phải là Century cấp 8 cơ thì mình mới like được. Abyss này, con này thì mình có hệ rồi, bóng tối, ánh sáng. Super Sonic cũng được anh em ạ, like Super Sonic thì cũng rất là ổn. Nhưng mình nhớ là cần Century cấp 8 cơ. Tôi sẽ để sau đi. Hoặc là nâng cấp lên cho nó. Rồi hay mình nâng cấp luôn nhỉ. Để upgrade xem nào. Xem là liệu rằng có lên nổi cấp 8 không. Thiếu gold này. Đấy biết ngay mà. Được có 46%. Cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ chiến đấu thôi. Ở đây chúng ta sẽ chiến đấu ở cái quest này. Làm thêm này. Đây sẽ có thêm một cái mới này. Một cái quest mới đối đầu với mấy con này. Con này yếu thôi, không có gì. Chúng ta sẽ dùng mấy con mới của mình và bắt đầu chiến đấu này. Ma băng. Tiếp theo là Hansel Butter chiến đấu. Đây rồi, và mình sẽ giết con Hansel này. Con này thì mình cũng có. Chúng ta sẽ dùng chiêu Icy Wind. Có 2k7 máu thì thôi, die đi em. Cái trò kể từ khi nó update lên thì nó rất là lag nhá. Chẳng hiểu sao. Mình chơi trên giả lập ấy mà nó còn lag này. Giật giật đấy. Thì thả nó giật giật cho phát. Đây là do lỗi game thôi, chứ không phải do máy. Vì máy tính cấu hình rất là khỏe. Mạnh hơn điện thoại rất là nhiều. Không có chuyện là chơi nó còn đứng hình như này cả. Đấy chắc chắn là do lỗi game thôi. Mình sẽ dùng chiêu Light Squad này. Con này nó có chiêu sấm sét. Mình khắc hệ nó. 9.400. Con này nhìn trông khá đẹp. Mà mình có con này rồi thì phải. Victory. Chiến thắng đơn giản. Nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ sang cái Black Knight này. Cái Black Knight Cup. Cái này cái gì đấy? Cái này vẫn đang diễn ra này. 6 day này. Ý. Còn là Mazer Dragon này. Tiếp tục thôi. Đang luyện cái bọn này. Hansel. Và cuối cùng là Ma Băng. Chiến Butter. Con này thì mình sẽ dùng chiêu chiêu này đi. Chiêu này mới học về. Nhìn chung nó cũng khá là yếu thôi. Nó cũng không khỏe lắm. Không khỏe như mình kỳ vọng. Nó thật yếu quá. À đúng rồi, mình sẽ cho con này lên cấp 20 nha. Thức ăn cũng đủ rồi. Hoàn toàn để lên cấp 20. Máu nó sẽ nó trâu hơn rất là nhiều. Mình sẽ dùng chiêu lửa đốt nó thôi. 10k máu, 10.700 máu. Tiếp theo là một con bí ngô Halloween à. Halloween các kiểu, Halloween qua lâu rồi. Ánh sáng, nó bóng tối. Chuyên trị bóng tối. Đây cái hệ ánh sáng này khá là mạnh. Ở trong Monster Legend mình cũng có một con ánh sáng. Cân cả mấy con Legendary. Victory. Và 19 giờ nữa mới có thể chơi tiếp à. Lâu vãi. Ở đây sẽ có một trận nữa này. Ấy chà, con Queen này, Queen Dragon này. Hôm nọ là mình có con King Dragon. Và hôm nay nó sẽ có con Queen. Yêu cầu là cấp 17 đổ lên đúng không? Ba con cấp 17.
Ba con cấp 17 anh em ạ. Rồi cho lên thôi. Đầu tiên là cho con ấy lên trước này. Con ấy đâu rồi? Đây, con Hansel của mình lên cấp 17 đi. 93.000 đúng không? Lên cấp 17 luôn. Rồi. Tăng sao nhá. 3 sao đồng này. Cái con ấy của mình đâu nhỉ? Cho tăng sao phát. Đấy, có thể lên được 3 sao đồng. Ừ, ngon. Và mình sẽ cho lên cấp 20 luôn. Đấy. Hiện tại nó có thể lên được thêm cấp này anh em. À, nó sẽ phải build Knight Temple cơ. Hình như mình hết sạch tiền. Yêu cầu cấp 30. Cấp 30 thì mình mới có 29 thôi, chưa đủ cấp nha. Anh em sẽ cày thêm cấp để có thể chiến đấu thêm. Đây đây là cái event thôi. Không có gì. Mấy con rồng trong này rất là mạnh nha. Con rồng này cực kỳ mạnh. Sử dụng một trong những con đấy để đánh nhau thì cũng là ngon. Chúng ta sẽ VS tiếp này. Thực hiện nó cái quest này cái. Black Knight chiến đấu tiếp này. Và sẽ chiến đấu với con này. Một con. Hai. Và ba con. Butter chiến đấu. Đấy, nó sẽ có con Queen à. Queen Dragon. Queen và King cặp đôi. Nó chưa hệ sắt kim loại thì nó sẽ có chiêu bóng tối thôi. Một hit là die rồi, không thể chịu được nhiệt. Tiếp theo là một con hệ nước. Con này rất là đẹp, nó thở ra cái này gọi là cái khói. Thở ra băng, hơi băng. Dùng băng giá này thì mình sẽ dùng chiêu băng giá hạ gục nó thôi. Cứ dưới 5.000 máu là mình có thể giết được nó. Đây là King rồi. Queen phải đi kèm King nhá. Và nhầm chiêu thì cũng hạ gục nó thôi, ít máu quá. Xong, và mình đã hoàn thành xong cái quest nhá. Thì mình sẽ vào cái phần hôm nay ta sẽ chơi phần Liquid để kiếm thêm game. Mình đang hết sạch game rồi, có 53 game. Thì chúng ta sẽ vào phần Liquid để đi kiếm game nào. Liquid này, let's go. Hai trận nữa chúng ta sẽ vượt qua được và chỉnh lại team một chút. Rồi, team này chỉ có team này mới ăn được thôi, chẳng có team nào thì ăn được. Con đầu tiên sẽ gặp là con gì đây? À, Mushu à? Gặp lại người quen cũ này. Ở trong Monster Legend. Ấy chà. Chỉ có 6k thôi. Nó đấm mình phát chứ. Đấm thường chứ. Thật như đấm thường mới gọi là chất chứ. Đấm thường này thì mình sẽ cho Icy Wind. Một phát băng nữa này. 3.000, à 5.000 mấy. Tiếp theo là một con Cupid. Wow, quay đẹp thế. Có gì đây? Horatio. Ba hệ bóng tối, nước và chiến binh. Ái chà. Nó là một cái con này nhìn trông giống con cá mập nhỉ? Không phải là cá mập. Nó có cái đùa chân như là cái con cua. Chẳng biết con gì, cứ cho là thủy quái đi. Và nó đội theo cả một cái con tàu cướp biển trên lưng. Quá chất, nhìn quá đẹp. Con này quá đẹp luôn. Horatio. Nhưng mà chỉ một hit thôi. Rất tiếc. Chú rất mạnh nhưng anh rất tiếc. Cupid nhìn trông tởm vãi. Ấy chà, nó bắn cái chiêu đấy. Thấm đấy. Ai dạy mẹ chiêu đấy đấy. Ngon đấy, nhưng mà chết đi. Con này quá xấu. Gương ánh sáng chém nó. 9k máu. Rồi, hào sau được một em. Khá là mệt mỏi đây. Chúng ta sẽ còn một trận nữa để được thêm phần thưởng. Claim này. Tiếp theo trận này này. VS có chó ba đầu. Chó ba đầu một chiêu ánh sáng thôi. Đang cần là cày con này lên 3 sao vàng. Chắc nó tầm khoảng là 17k máu, tầm đấy thôi. Con này thì quá yếu, 7k. Cũng không phải là yếu quá đâu. Mình không có chiêu gì thì hạ gục nó ngay nhỉ. Chiêu này đi. Chắc tầm khoảng 5k máu thôi. Đấy, 5k rưỡi thôi, tầm khoảng 5k rưỡi đổ lại thôi. Storm. Giật xét các kiểu. Và thêm một chiêu nữa này. Cái này nó không có stamina nên ta có thể dùng gọi là Tetbo, không như kiểu cái Monster Legend. Còn một con Obsidian Dragon nữa. Quý mà. Bóng tối ánh sáng. Thịt luôn. Chúng ta sẽ dùng chiêu ánh sáng nhá, chém nó.
khi có hệ hát ấy thì mình sẽ thay con Hansel này. Bộ ba sẽ gồm có ma băng, con Abyss và con hát. Và sau khi có thêm con Legendary thì mình sẽ thay con ma băng, thay tất cả hệ của nó. Ok, ta sẽ tiếp tục đấu nào. Ở đây nó sẽ đấu thêm 3 trận nữa, thêm game, nhìn chung là thêm game khá nhiều. Một con cầm đàn này, đơn giản hai bụng mày đi, cầm đàn này chém nó 10.000 máu, không thể nào mà chịu thấm được. Một con ánh sáng, tưởng nó dùng chiêu ánh sáng thì nó không hiệu quả mình, mình có thêm chiêu bóng tối. Hai cái hệ này nếu mà cái hệ băng ấy mà thay cho hệ nước thì khá là hay, nó kiểu là hỗ trợ nhau hệ con này. Mình nói thế này, mình muốn con Apocalypse cơ, không muốn cái con này, mà thôi được con này thì cứ dùng tạm vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Con này không được đẹp bằng Apocalypse. Abyss xấu hơn rất là nhiều, nhìn nó gầy. Con này trông gầy. Một phát nữa thôi. Light Sword gươm ánh sáng, chém nó. Chém này này. Trụ đi. Xong. Lên bảng điểm số nha. Tiếp theo là em nào muốn lên đây nào? Còn hai cửa nữa à? Người nước ngoài này, anh da đen. Đấu với anh da đen. Ok, có con gì? Úi giời, Criston, tưởng con gì? Nhìn có vẻ là ghê gớm đấy. Nhưng mà rất tiếc là anh có hệ khắc chú rồi. Tầm khoảng 8-9k máu gì đấy. Ui, 10.000 cơ. Criston cấp 15. Con này thì mình chưa... À, có Big Cloud. Con này thì ra mình cũng chưa có này. 4.000 là cũng khỏe đấy. Đừng có đùa. Con này thì mình chưa nhìn thấy bao giờ này. Con cá à? Đây có phải con cá hay con rắn nhỉ? Để mình xem luôn. Ui sổi xấu vãi. Đây là loài rồng cũ rồi. À, Frosty. Quả trứng này mình vẫn để ở trong kia, mình đã update đâu. Vì nó xấu quá không muốn up. Hai hệ thì cũng quá yếu. Nhìn rồng anh đẹp như thế này mà toàn lựa chọn rồng xịn, rồng đẹp. Rồng xấu mà khỏe cũng không chọn, phải chọn rồng đẹp nhất. Claim này. Thêm đánh tiếp theo. Lâu lắm không đánh cái này, thấy hay. Không đánh cái phần Lewis này nha. Con này thì vừa mới được đấy. Mình còn chưa thèm up cơ, vì nhìn nó béo nó xấu á. Chiêu nước à? Chiêu nước thì mình có chiêu điện của Hansel mà. Không giết đi. Thôi để luyện con này lên đã. Luyện 3 sao vàng đã. Thì con này hiện tại cũng là con chính của team rồi, không thể nào khác được. Con này sẽ con chính, dựa trên Legendary mà. Chúng ta team sẽ dựa trên Legendary và hát Poki à? Poki mình có chiêu lửa thì phải. Nhưng mà có ảnh hưởng của nó đâu. Chúng ta sẽ dùng chiêu ma băng đi, kết thúc cho nhanh. Ma băng tấn công. Ma băng vẫn rất là quan trọng, thành phần đam chủ lực của đối của mình đấy. 12k máu, cấp bằng nhau. Nhưng mà con này hơn 3 sao vàng. Một con kim loại thì mình có chiêu bóng tối thì phải. Đấy, bóng tối hạ gục nhanh thôi. 13k máu. Và mình sẽ kết thúc tập ở đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của Dragon City. Và bye bye.